Sticker, let's take arrow key. Camera. Ui, địt mẹ mà có sao quả nút phức tạp vãi lồn vậy. Ồ, đây là nút bốc đít các ông ạ, đúng không? Ờ, bốc đít thật ạ. Ôi, ôi, ôi. Sao đèo cua được? Sao không cua được? À, đây là đạp. Địt mẹ vãi lồn, đây là đạp. Từ từ. Địt mẹ, nhưng mà cái vấn đề là đạp đi đâu? Ai à, đạp đi đâu ấy nhở? Ui, thằng nhóc nó sắp rơi con mẹ rồi. Từ từ nhá, địt mẹ. À, cái này phải đi bằng mũi tên không ạ? Địt mẹ vãi lồn thật. Ừ, đây đúng rồi, được rồi. Ui, đi ra cỏ là nó bị gò vấp đấy. Từ từ, cho tí nhạc đi. Ô, địt mẹ đơn giản thế này thôi à? Dễ vãi lồn, tại vì tôi là một trong những thằng địt mẹ mà chơi game đua xe kinh vãi lồn không? Lên bậc. À không, không, địt mẹ khôn là phải đi đường này này. Ơ, thế thì chính ra game này dễ vãi lồn, nên có cái đéo đâu. Về đích con mẹ rồi. À, địt mẹ nó có tính thời gian ạ. Ui, vào top luôn ạ. Địt mẹ mà top 133.000 luôn. Xịn thực sự. Thế mấy thằng top 1 là địt mẹ. Từ từ đã, tôi phải chỉnh lại tay một cái đã. Khó chơi vãi lồn nhá. Ô, dễ mà. Địt mẹ tôi đi lách qua hai cái thùng này cho các ông xem luôn. Đây, nó lại đơn giản vãi lồn, đéo hiểu sao. Ui, lên cả đồi luôn ạ. Địt mẹ lên đồi luôn, dưới lý. À, đéo phải lên đồi đâu. Địt mẹ nó chỉ đi qua đây thôi. Ừ. Ui, 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 địt mẹ, ui, ui, con mày, ai, địt mẹ đâu, con mày bắn tên không ạ? Mày, địt mẹ, mày, bắn đi, bắn hộ bố mày cái. Bắn hộ, bắn hộ. Chưa khó à? À, đây là tutorial đúng không? Địt mẹ bắt đầu mới chỉ là hướng dẫn thôi đúng không? Địt mẹ cũng đéo khó lắm đâu. À, con lồn này lại định giở trò cặc thế này. Địt mẹ, mày, địt mẹ, mày thích giở trò không? Đây, xong mẹ rồi còn đéo nữa. Đơn giản vãi đái vậy. Đấy, địt mẹ mà lái mượt cái lên top 50.000 luôn không? Từ từ đã, địt mẹ mà phải lấy đà mới lên được. À, khó nhai đấy. Ui, ui, ui. Ui. Đường nào nữa nhỉ? À ừ, đây rồi. Cái lồn gì thế? Ô, cái lồn gì đấy? Mìn à? Ôi, địt mẹ vãi lộn, đây là quả mìn nghe không ạ? Ờ, địt mẹ. Khéo lắm cơ. Ừ, khéo lắm cơ. Địt mẹ game lừa vãi lộn ạ. Chơi giống kiểu Mario Kart vãi lộn ấy. Mình đéo biết thôi chứ còn... À, địt mẹ mày nó treo cục cặc gì ở kia kìa. À, lại bắn. À, lại bắn. Lại bắn. Đau, đau. Nó vẫn là dễ. Ui, địt con mẹ có máy cưa luôn ạ. Trời đụ mẹ. À! Ui, bạo lực quay luôn vậy. Đú má mà làm sao qua được cái này. Nghĩ. À, hiểu. Địt mẹ mày. Ôi, quả mìn. Lừa thì đéo được tao. Ơ, đi bên này, đi bên này. Cái gì đấy? Ôi, địt mẹ vãi lồn, có lưỡi cưa luôn ạ. À, mày bắn lưỡi cưa. Ôi, địt mẹ dễ vãi lồn thế nhở. May mà địt mẹ có ông kêu khó được ạ. Nó đéo hay bằng Mario Kart. Địt mẹ ngày xưa chơi Mario Kart khó vãi lộn luôn. Ơ. Cái địt con mẹ mày tật nguyền vãi lộn. À, đây là bắn. Ui. Ui, đi đâu nữa? Địt mẹ khó lái thế. Ôi. Ui. Ui. Ôi. Địt con mẹ. Ui, bị cụt cụ mẹ một chân rồi.
Đúng được rồi, địt mẹ phải chơi lại rồi. Địt mẹ khó thế. Ý. Cái gì đấy? Sao địt mẹ nó cứ đi lùi vậy? Đây rồi, địt mẹ đi thẳng đấy rồi. Địt con mẹ mà khó lái đấy. Địt con mẹ mày cay thế nhở? Kéo được, địt mẹ mà khó lái đấy. And beautiful finish. Bịt mẹ hạng 28.000 luôn ạ. Đi từ từ đó. À ôi, ôi trời, cụt mẹ một tay rồi. Ui, bịt mẹ mày, bài này là phải không được rơi xuống không ạ? Tránh được đấy. Ôi ôi, địt mẹ mà khó thế. Đây rồi. Ui, đây rồi. Đây rồi, đây rồi. Ăn tiền rồi, ăn tiền rồi, ăn tiền rồi mọi người ơi. Ui, mưa thực sự luôn. Ấy. Mượt chưa, tránh được, nước sôi. Ui, được không? Thuận lộn rồi. Đi, con này khó lách thế. À, đang mượt cứt ạ. Xuống được không nhỉ? Xuống được, địt mẹ, thế lại phải quay lại à? Lên được không ta? Ui đéo lên được, vãi lồn. Đéo được. Ơ, gãy mẹ cổ rồi. Này khó đi thế nhở? Cái địt mẹ à mày. Cay vãi lồn. Ui dồi, địt mẹ cái đoạn này khe hẹp quá, đeo lách được. Địt mẹ thằng bố mà lại phi mầm. Ngu. Ôi. Mày gọi. Quay đầu. Bắn đi, địt con mẹ mày, bắn hộ bố mày cái. Địt. Cái gì đấy? Đập hộ. Đây rồi. Lại nữa. Ui. Không sao cả. Mượt rồi. Úi dồi ôi, mượt quá. Phải đích chưa? Ui, địt mẹ nó hợp lý vãi luôn. Khó phết đấy. Không, nó cũng ra gì đấy các ông ạ. Địt mẹ lại rùa. Địt mẹ chơi thế vẫn kêu là rùa. Lại gì nữa? Ô, thẳng tưng thế này thôi à? Ô, thế này thì lại dễ vãi luôn. Con mẹ mày đi nhanh vậy. Ây ui ao. Đi con mẹ khó ai lột. Đi vào đi nhanh vậy lột không ạ. Ui. Đã được nhá, địt mẹ nó đéo cho đi chậm hiểu không? Nó kiểu nó bị phi mầm ấy.
Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Khó thế. À, mình có thể đi, mình có thể đi làn ngoài được không? Uầy, vãi lộn, nó đến mấy cái cây kép này là khó đi vãi lộn rồi này. Uầy, địt mẹ mà đâm vào thành cũng chết ạ. Địt mẹ khó vãi lộn game. Ui, địt mẹ mày đi thế rồi. Vẫn phải đi lại từ đầu ạ. Au. Địt mẹ mày đau đầu thế. Có thể lách ra ngoài được không nhỉ? Đây rồi. Đây rồi. Đây rồi. Ôi rồi. À! Ui. Ui đi con mẹ mày thằng lồn này nó qua đường. Cay thế. Địt mẹ đang mượt cứt ạ. Nó không cho phanh. Trời ơi, nó mà cho phanh thì địt mẹ câu chuyện nó đã khác rồi. Ui, địt mẹ mày. Có tí thôi các ông ạ. Ui, địt mẹ, lệch cái thôi là chết ạ. Cú ấy rồi. Khó thế, địt mẹ. Khó ấy rồi. Đây rồi, mượt rồi, mượt rồi. Vào form, vào form. Ôi, vào form, không sao cả, làm dứt quá cũng được. Ui, địt còn mẹ. Ui, ui. Địt mẹ. Nó đéo cho đi chậm cơ. Ủa, tôi có cách rồi, địt mẹ. Đấy, địt mạ mày. Thế này có phải dễ hơn không? Đúng không? Đơn giản không? Về đích là được, cần lồn là nhanh. Đấy, địt mạ nãy tôi đâm thằng đấy đấy. múa cặc. Ôi thằng đấy địt mạ không chơi đá, chặn đầu tôi đi. Khít thế. Ê, ê, như nào mày nói. Ê, ui. Ê, à bên này cao hơn. Bên này cao hơn. Ê. Được chưa. Sao lại chơi dơ, địt mẹ. Chơi là nó phải như thế các bạn. Ngồi im. Ê! Cái lồn gì đấy? Ê! Cái gì đấy? Cảnh sát à? Sao có cảnh sát? Ôi hình như... Ôi con mẹ mày, hình như đi sai đường là cảnh sát nó bắt hay sao ấy? Bình tĩnh các em ơi! Bắt thì đéo được tao. Bắt sẽ cặc được tao. Đi chứ mà, bắt thì đéo được tao. Hộ cái. Hộ bố mày cái. Ôi giống phim hành động vãi lồn đâu. Phát đây phù lứa đâu. Ý, hộ bố mày cái. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Ôi xe tôi. Ôi vali kìa.
Không sao em ơi, em ơi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, móc chân vào đấy. Đúng rồi, móc chân vào đấy em ơi. Úi, đít mẹ, chết mẹ rồi, chết con vợ rồi. Mẹ vãi lồn của game. Địt mẹ game bạo lực vãi lồn. Thôi, biết thế, địt mẹ game được. Giá trị giải trí cao. Game này bao nhiêu tiền đấy nhỉ? Từ từ để tôi xem. Đây, tên game đây nhá, cho ông nào cần nhá.